anh chưa được chào các bác, các anh các chị và em nhá. Hôm nay anh xuống tận xã An Tiến, Hải Phòng, ghé cho Quỳnh một hát karaoke, trị giá là 23 triệu, gồm có một calam điện thoại, một mixer của chiếc này là mã, một máy lén Compress 260L, một nọc Keyway, một thùng gẩy DK400 và ba đôi loa Beats điện thoại và đôi loa 3G audio. Đây là tổng hóa này là 23 triệu nhé, nhá. Và một bộ giá loa nữa là chân loa 800.000 là 23 triệu. 800.000. Đây là gia đình của bác Bình ở xã ở tại Hải Phòng. Đây con trai bác đã hát rất là hay. Đây là bác chủ bác Bình. Anh biết ghép thành công nhá. Rất nhiều loa thiết bị này chỉ có 23 triệu anh nhá. Không có nhiều.